sâu lành chỉ có làm nha chịu khó nha chắc chỉ có làm anh chắc mà Jonan bro đây là go chắc sâu chứ không phải là go để những cái loại gáy đấy đứa nào gáy đấy đứa nào gáy đấy ban chắc rồi mọi người tôn trọng admin phát cái con nào. Và Alex cùng Nguyễn có ý để sang đây đàm phán. Cho nên là một khi mà Alex cùng Nguyễn qua đây, thứ tôi muốn của mọi người là không gây war và không dùng những từ ngữ gây war hoặc mất thiện cảm đối với người khác. Cũng đã có ở trên và bất kỳ ai ai với luật đó sẽ chịu hình phạt giống như luật trước là ban. Nhưng mà em không muốn ở trong khu chat của mình có bất cứ một lời xúc phạm nào tới bên kia. Ngay cả mod, mem hay là chính Alex cùng Nguyễn. Ok được không mọi người? Mọi người có làm được hay không? Ok. Ok chị ơi. Ơ thế đàm phán cái gì đấy? Thế là có ý nhau đúng không? Quan tâm tới nó mọi người chỉ cần biết là em không muốn một bất kể một lời xúc phạm nào được nằm ở trên cái khung chat. Okay. Thế là voi đã được chửi đúng không? Còn tin nhắn là cấm đúng không? Em có muốn là em đi ra khỏi server này ngay lập tức không? Xin lỗi. Kích luôn đi, thật. Ai tâm sự đấy chứ? Hay để mình tâm sự nhé. Ok. Mình bị dính corona rồi. No. Đọc hộ cái luật. Có mẹ. Bực rồi nhá. Chắc ở đây là có một số người không biết tôi là ai mà tại sao tôi lại giở cái giọng như thế này. Thì tôi xin phép tôi giới thiệu lại. Tôi tên thật là Thắng. Tôi sinh năm 1996. Công việc hiện tại của tôi là trợ giảng viên của một trung tâm tiếng Đức. Tôi đến server này với mục được vì được Dương nhờ à nhầm Thiên nhờ làm talk show cho mọi người. Thì theo lời Thiên thì và tôi có kinh nghiệm là đạt trong suốt 4 năm qua tôi đã làm rất nhiều lời talk. Những ai mà tham gia talk show của tôi nhưng mà ý thức như con cặc, tại vì tôi đã làm rất nhiều rồi. Cái chuyện tôi chửi tục trong talk show rất chi là ít, nhưng mà mọi người cứ khiến tôi phải chửi tục lên. Cái luật tôi bỏ ra 10 phút tôi viết luật không phải là để mọi người đọc xong rồi mọi người để đấy cho không. Tôi chưa bao giờ làm một cái talk show 4 năm trời, 24 tuổi. Nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi làm một cái talk show nào mà phải để tôi quạo như thế này. Một cái server quá non trẻ, nhưng mà tôi tin chắc là những ai đang dùng Discord ở đây thì đều phải dậy thì đổ lên rồi, 12 tuổi đổ lên. Tại sao vậy vậy? Các bạn là vậy để được cái gì? Ngầu hơn hả? Không. Xin lỗi. Tại sao Arsenal lại biết cái bóc này nhỉ? Các bạn ấy, các bạn không cần phải tôn trọng tôi, nhưng mà các bạn phải vui lòng tôn trọng cái bộ nào của các bạn. Các bạn sinh ra là con người chứ không phải là con vật. Các bạn biết đọc biết viết. Mọi người, từ. Chào đấy cùng Nguyễn. Nếu như mà anh sang đây có cần gì thì mình vào phòng mod nói chuyện nhé. Ngồi đây cho vui Cường ơi. Bây giờ mình bắt đầu nhá. Anh tổ chức Cường. Bằng đức khách tài khoản nào hả? Cái gì? Đâu má? Tại vì cái anh sang đây thì ui giáo viên tới kìa im lặng. Cái anh sang đây đều nào ở raw mod à? Bởi vì đây là sự tôn trọng dành cho tất cả các youtuber khác khi mà đến với server của tụi em. Thằng nào cho Arsenal làm mod đấy? Ý thằng Đức là không nên để thằng Cường làm mod đúng không? Đúng rồi.
sao bắn, là sao bắn CSGO bắn vỡ đầu đấy. Tao gần mày từ đầu đến cuối game đấy con chó á. Mày mày vào đây để làm gì? Ghê thế nhờ. Vào đây để làm gì? Đánh nhau hay là gì? Tao bảo kê của Dương đây. Bây giờ mình vào, mình bắt đầu vào đi. Bây giờ em cũng muốn biết là anh sang đây để làm gì. Để tìm nhân vật chính. Nhân vật chính là ai à? Để nhắn Dương nhá. Đợi Dương 5 phút ấy ơi, Cường Lạc ơi. Lạc nói chuyện. Nói chuyện vui vẻ. Dương vào, địch mẹ Dương. À nhầm, anh Dương ơi. Vào phòng mod. Anh Dương ơi, nán ý. Ơ Dương sinh năm 97, tôi 2K5 thì chả thế. À Dương đâu buổi. Anh ơi, bật mất lên anh ơi. Năm 97 ơ. Dương sinh năm 2K2. Thằng đắc nhá, hôm nào cầm út bắn vỡ đầu ra chứ lệ. Mày chỉ là cái thằng đầu bùi rẻ rét thôi. Thế bây giờ giải quyết bằng cách nào? Ký công văn không được cà khỉa nhau đấy. Friend forever. Cả clip mới nhất được 20.000 view kìa, sướng vãi. Đi mẹ mày nó đéo vô được Facebook. Facebook nó bị lỗi rồi. Thế bây giờ ngày mai 7:30 ở mid trạm phát sóng nhá. Thằng cầm ốp, thằng cầm ripro, thằng cầm súng lục nhá. Bio 3. Thằng cầm ốp, thằng cầm lục. Điên à? Đâu, ý tao là hai thằng cầm ốp rồi hai thằng cầm lục rồi hai thằng cầm riplo ấy, nhỏ nhầm. Trong cái cuộc sống này không có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Có thằng nào đến em tao thì tao đến lại chơi nó. Tại sao lại là CS:GO hả mọi người? Tắc biết là Dương bắn CS:GO như đầu bùi đúng không? Nó cũng chẳng khác nhau ấy. Hay là kiểu solo Karo online. Ờ đúng rồi, Karo nó nói dùng não nhiều hơn hiểu không? Nó cả classic vãi đài, hay chơi cờ vây luôn đi cho nó căng nhỉ. Cái gì? Thằng Huy Bu tuyên bố đấm bỏ mẹ đất và tuyên bố thằng đầu bùi để đất. Thế thằng này căng thẳng quá. Thôi thì để mình giới thiệu bản thân nhé. Mình tên Đức. Bản thân. Xong rồi. Mà mày uống bia lên nào chứ Cường Lạc. Gì? Sao? Mà mày uống bia loại gì? Không biết uống bia. Ôi giời, đúng là thằng đàn bà quy bố thủ. Ừ. Dương mày uống, à mày chưa đủ tuổi. À đủ tuổi đúng không? 18 tuổi là được uống đúng không? Ừ. Hồi tao bằng tuổi tụi mày, tao uống bao nhiêu cái cất bia tụi mày có hiểu không? Tao chắc chắn là một là tao, hai là Dương, ba là thằng Cường. Một thằng trong ba thằng này sẽ quay cái video lên, rồi sau đấy sẽ làm một cái video drama vẫn còn hoặc là cái gì gì đấy. Anh Hưng ở đây để anh ấy có thể cap lại cái Discord của cái phòng mod này. Ờ, anh Hưng là lúc này mẹ kinh doanh reaction đang kiểu stong lên hiểu drama các thứ. Ê yo, xin chào các bạn, mình là Hưng Reaction. Này, tất cả mod là vào đây rồi đúng không? Thế cái phòng tâm sự là không có ai vào, không có mod nào quản lý à, trời ơi. Thế để tôi quản lý 5 giây tôi xuống nhé. Mod nó đi hết rồi. Nghe được rồi, sao vậy cứ... Không chịu vậy cứ... Đúng là phòng mình loạn thật, đứa kệ gì của mẹ. Anh ơi, tắt. Anh mắt nào cho anh là chết đứng. Bao nhiêu flow trên sân khấu anh đã sừng. Con tim anh loạn nhịp cho vui mừng. Đó đang nhảy tưng 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 tưng. Nụ cười đó khiến cho anh vẫn lên chúa. Và có lẽ anh đã tin mình trong mùa. You are my beautiful girl. You are my beautiful girl. Viết thêm một khúc ca. Anh dành tặng em mơ. Dành cho ngày tương lai. Mình hơi trong giấc mơ.